trận đấu cũng khó khăn. Việt Nam là một đối thủ mạnh và xứng đáng được ngưỡng mộ ở trong bảng. Họ có tinh thần tiếp cận trận đấu vô cùng tốt, họ phòng thủ rất chắc và có những đường phản công cực kỳ sắc bén. Tuy nhiên tôi rất hài lòng vì các cầu thủ của đội Thái Lan hôm nay đã chơi tốt và có đã một màn trình diễn và trình diễn tốt trước các đội cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Về ý kiến cá nhân tôi về đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Việt Nam là một đội tuyển vô cùng tuyệt vời. Họ có những lối chơi vô cùng xuất sắc. Về vị trí đứng thứ hai của đội tuyển Thái Lan thể hiện được rằng chúng tôi còn nhiều việc phải làm trong vòng 3 trận đấu tới. Về phía tôi, hôm nay tôi quan sát được đội tuyển Việt Nam có thể giành được nhiều kết quả thuận lợi tốt hơn nữa vào các trận đấu sau, vì họ có tinh thần tiếp cận trận đấu vô cùng tốt và họ phòng thủ tốt. Nói chung tôi thấy được đội tuyển Việt Nam là đội tuyển vô cùng tuyệt vời của đội tuyển Thái Lan. Theo tôi được quan sát thấy được là hiệp đầu của trận đấu các đội tuyển Thái Lan chơi không được tốt. Vậy thì huấn luyện viên đã có những lời dặn dò như thế nào trong giờ giữa hiệp để các cầu thủ Thái Lan có thể chơi tiến bộ hơn trong hiệp hai không ạ? Và câu hỏi thứ hai, trong vùng cấm địa chúng ta đã không thể có khả năng chuyển hóa để bàn thắng tốt hơn trong những trận đấu gần đây và trận đấu trong trận đấu hôm nay, thì huấn luyện viên có thể chia sẻ là vấn đề gì đang ngăn cản chúng ta ghi bàn phần lớn và đối thủ không? Đấy, câu hỏi thứ nhất, huấn luyện viên Thái Lan đã dặn dò các cầu thủ là giữ bóng trong chân và giữ tầm kiểm soát bóng và cố gắng đưa bóng sang người hai bên cạnh thay vì về trung lộ, kiểm soát bóng tốt hơn và giữ bóng ở sân nhà và tốt nhất là có tiền điểm để kiểm soát bóng tốt hơn và truyền ban bật nhiều hơn. Và câu hỏi thứ hai, chúng tôi hiểu được là câu hỏi của phóng viên, tuy nhiên thì từ để có thể đưa ra được bàn thắng thì nó không phải là công việc của bất kỳ một cá nhân nào trên sân mà công việc của tổng thể. Và chúng tôi mong được là trong thời gian sắp tới để chuẩn bị cho 3 trận đấu cuối cùng trong cuộc bảng, và chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị về mặt chiến thuật, về mặt thể lực để có thể nhận nhiều bàn thắng và được đối phương nhiều hơn. Tôi xin hỏi ông một câu là Công Bằng mà nói thì cái trận đấu ở sân Hamasat đội tuyển Thái Lan chơi hay hơn cái trận đấu ngày hôm nay và lấn lướt đội tuyển Việt Nam hơn, và đấy là trận đấu đầu tiên khi mà ông nắm đội tuyển Thái Lan sau hơn 2 tháng. Đội tuyển Thái Lan so với đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Thái Lan lại chơi không tốt bằng, ông có thể lý giải điều này được không? The question for the head coach is on the away games of Vietnam to Thammasat Stadium on Thailand Group. The Thai team seems to be playing better. Câu trả lời của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan. Tôi đã điều hành 6 trận đấu của đội tuyển Thái Lan kể từ khi lên làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển, và tôi thấy được là các cầu thủ của chúng tôi vẫn còn rất nhiều khoảng trống và vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Họ có thể xuất sắc được hơn nữa trong các trận đấu sắp tới và thời gian sẽ chứng tỏ. Và công việc của tôi ở đây là để làm việc với cùng với các cầu thủ, làm việc với cùng với ban huấn luyện và mong chờ được sự phát triển và sự tiến bộ của các cầu thủ ngày càng nhiều trong các trận đấu tiếp theo. Như vậy là phần họp báo của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan đã kết thúc, và bây giờ sẽ là thực ra thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì về cái quyết định của trọng tài cả. Trong trường hợp của bạn Dũng và tiếp theo bạn ghi bàn thì tôi đã xem lại video. Thực ra cái tình huống đó cũng là cái tình huống khó nói. Theo quan điểm cá nhân của tôi, đó có vẻ là có vẻ thôi, nó không phải là một cái tình huống mà đúng xử lý đúng trọng tài bắt đúng, nghĩa là cần rất là khó để có thể đưa ra nhận xét chính đáng. Tôi cũng không có cái nhận xét gì về cái việc trọng tài bắt trận ngày hôm nay. The question for the head coach. Cái cuộc trận ấy tôi thấy là ông cũng có sang cái huấn luyện của đội bên kia, và hình như cũng có xảy ra những gì đã không biết là cũng đã có chuyện gì xảy ra. Hoàng ơi.
có lẽ là đó là một trận chiến tâm lý của người ta bày ra thì phải. Thực ra thì hình như cái anh ta là trợ lý mà anh ta không phải người Thái đâu, anh ta là người nước ngoài thì phải. Trong cái quá trình mà tôi chỉ đạo thì trận đấu thì thấy anh ở trong cái hình như anh cũng thỉnh thoảng cứ cười mỉa thôi thì phải. Tôi, thực ra nếu mà chiến đấu thì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu. có thể nói là năm nay thì anh Đức cũng đã có những cái trận đấu rất là tốt cho đội tuyển quốc gia. Chúng ta biết là năm ngoái và ở cái giải Suzuki Cup thì anh Đức cũng đã thi đấu rất là tốt. Anh Đức cũng đã phát huy được cái tầm ảnh hưởng là Hàn Anh ở đầu tiên. Trong ở giữa mùa của giải thi đấu vừa rồi thì anh Đức cũng bị chấn thương và anh Đức đã phải điều trị khá là lâu. Thì mấy hôm trước anh Đức có nói với tôi về cái ý định là sẽ từ giá đội tuyển quốc gia, thì tôi cũng có nói với tôi cũng đã thông báo với liên đoàn bóng đá Việt Nam vấn đề này. Thực ra thì tôi cũng muốn là ngăn anh Đức ở lại, giữ thêm anh Đức ở lại, nhưng mà anh Đức nói rằng là đã đến lúc anh Đức muốn dành cả vị trí cho đội tuyển trẻ hơn. Tôi quyết định tôn trọng quyết định của anh Đức. Từ trưa ngày hôm nay giờ đến cơm trưa anh Đức đã công bố cái quyết định của mình trước đội tuyển Việt. Và ngày hôm nay là cái trận đấu cuối cùng của anh Đức. Thực sự thì là tôi cũng muốn là tạo cái cơ hội nhiều hơn nữa cho anh Đức. Đây là cái môn bóng đá mà thì thực ra nó bóng đá nó là một môn mà luôn luôn có cái tính là phi hợp lý, và chúng ta cũng biết là chẳng có một cái trận đấu nào mà chúng ta có thể gọi là hoàn thiện được đâu. Thế chúng ta chỉ có cái cách là chúng ta sẽ đẩy mạnh cái việc tăng cường tập luyện và thế nào rồi để giảm điểm tối đa các cái sai sót. Thì tháng 3, tháng 5 á thì chúng ta mới có trận đấu tiếp theo của đội tuyển quốc gia. Thì tôi nghĩ rằng là từ giờ đến tháng 5 thì chúng ta cũng có thời gian để chúng tôi điều chỉnh, chúng tôi đánh giá lại các vị trí và tuyển sinh của thế nào cho hoàn thiện. Còn tạm thời rồi thời điểm hiện nay thì tôi cũng chưa có cái gì cả, chắc chắn là trong thời gian sắp tới thì cũng là cái này. Đánh giá thế nào về cái màn thể hiện hôm nay của Hà Nội, của đội tuyển Việt Nam? rất ổn. 지진 안 했지만 선수 육성을 추가한 것에 대해서는 만족하지 않습니다. 또 결국 보면 이시로 감독도 선점 2점을 만들었습니다. 저는 chúng ta đã không thua và tôi thực ra cũng không hài lòng về cái kết quả để chúng ta đã hòa đâu. Bản thân ông Nishino cũng thế thôi, tôi cũng thế thôi. Tôi luôn luôn không hài lòng với kết quả hòa thì tôi luôn chuẩn bị để thế nào có kết quả thắng. Ai cũng thế cả thôi. Chúng ta làm nghề huấn luyện viên thì chúng ta lấy cái chiến thắng làm cái mục tiêu và cái niềm vui. Tuy nhiên là có thể nói rằng ngày hôm nay thì cái việc mà chúng ta cũng cho đối phương giành được 3 điểm, chúng ta đã giành được 2 thành công rồi. Các bạn biết từ 2007 đến nay thì tại sân Mỹ Đình thì chúng ta chưa bao giờ thắng được Việt Thái cả. Và tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng là từ nay trở đi thì chúng ta không phải là cái đội dễ dàng thua Việt Thái nữa đâu. Tôi nghĩ điều đó là điều tích cực. Trước trên những người của các chính sách của VSO được phát sinh nghe nếu không áp dụng được thả hàng thì những người dân cũng chẳng như mấy được các cổ chỉ có ta mắn rằng chúng ta những người dân những người dân sẽ dùng cách của chúng ta chỉ có một người dân nữa. Trận đấu thì vẫn kết thúc chưa được bao lâu mà bây giờ mở tôi đánh giá thì thực sự là tôi cũng rất là không biết nói cái gì cả. Cái việc này thì tôi có lẽ là tôi sẽ cần ngồi với ban huấn luyện để chúng ta đánh giá cụ thể hơn về những trận đấu, năm trận đấu vừa qua chúng ta đã làm. Còn bây giờ ngày mai là tôi còn phải đi thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị SEA Games nữa. Đây là vui rồi, có những lúc quên chỉ mang. Thì
thực sự vì là cái việc mà cuối cùng chúng là lý do thế này, chúng ta đi chung mọi người vẫn hùng chúng ta còn cái hùng chúng hiện nay cũng không đam tay và cái thể lực thì có thể nói là đã cạn kiệt rồi. Ở cái vị trí đó thì chúng ta vẫn còn là Huy, chúng ta vẫn có Huy và chúng ta có Hoàng Đức. Tôi nghĩ là chúng ta đã đưa Quang Hải, tôi đưa Quang Hải xuống với lý do là muốn đưa Quang Hải xuống đó để tăng cường sức tấn công của đội. Phóng viên báo chí các cơ quan ngôn luận cũng đã đăng viết bài khá nhiều về đội tuyển chúng tôi cũng rất là cảm ơn về điều này. Trong quá trình huấn luyện, trong quá trình tập luyện và thi đấu vừa rồi của chúng tôi thì cũng rất nhiều cái anh chị phóng viên cơ quan ngôn luận hỗ trợ chúng tôi rất là cảm ơn về điều này. Tuy nhiên là trong năm tới thì tôi nghĩ rằng là cũng cần thêm cái sự hỗ trợ từ các anh chị. Và một lần nữa xin cảm ơn về sự cổ vũ, sự kính trọng của hai chị trong thời gian vừa qua. Thank you. Thời gian 20 tháng 1 chị ơi. Quay xin hộ cái anh quay.